Xin chào quý vị và các bạn. Lũ Quảng Trị chưa xuống, lũ Quảng Bình, Hà Tĩnh lại lên nhanh. Trong đêm qua và sáng nay, mưa vẫn tiếp tục xối xả trút xuống các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình với lượng mưa phổ biến hàng trăm mm, như là tại Kỳ Thượng, Hà Tĩnh lượng mưa là 586 mm, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 507 mm, khu vực Tân Lâm, Quảng Bình 451 mm và tại Vạn Trạch, Quảng Bình là 405 mm. Các nơi khác ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Riêng Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa như long trời, lở đất ở Quảng Bình khiến cho lũ trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy dâng cao kinh hoàng, lên tới 4,88 mét, trên mức báo động 3 là 2,18 mét. Đỉnh lũ cao chưa từng có, vượt mốc lịch sử cách đây 40 năm, và năm 1979 chỉ đạt mức là 3,91 mét. Quảng Bình chìm trong biển nước, người dân kêu cứu khắp nơi, cứu hộ, cứu nạn hết công suất, nhưng nhiều hộ dân vẫn còn trên nóc nhà. Mưa lớn vẫn còn tiếp tục xảy ra từ nay đến ngày 20 tháng 10 ở Trung Trung Bộ, đặc biệt tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to, với lượng mưa từ 200 đến 400mm, có nơi trên 400mm. Các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có mưa rất to, trong khoảng từ 150 đến 250mm, có nơi trên 300mm. Ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Ngoài ra, sáng nay đã xuất hiện một áp thấp nhiệt đới ở phía đông của Philippines. Dự báo áp thấp nhiệt đới này sẽ mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới. Dự kiến vào ngày 21 tháng 10, đi vào Biển Đông, hướng về khu vực Trung và Nam Trung Bộ, gây mưa to diện rộng cho những ngày cuối tuần này. Do vậy, thời tiết còn có diễn biến hết sức phức tạp. Người dân cần chú ý theo dõi và cập nhật tin tức thời tiết để chủ động ứng phó. Thành phố Đà Nẵng cũng là vùng có tác động của không khí lạnh và giải hội tụ nhiệt đới, nhưng ảnh hưởng ở khu vực này không mạnh mẽ như các tỉnh phía Bắc. Vì thế, thời tiết trong ngày đầu tuần tại khu vực này vẫn có mưa vừa, lượng mưa ngày phổ biến trong khoảng từ 10 đến 20mm, nhiệt độ cao nhất ngày trong khoảng từ 27 cho tới 28 độ. Với các tỉnh phía Nam gồm Tây Nguyên và Nam Bộ, do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên mưa còn diễn ra trên diện rộng tại đây. Nhiều điểm có mưa vừa đến mưa to, tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối và đêm. Người dân ngoài đề phòng tố lốc trong cơn dông thì chú ý, nguy cơ cao xảy ra lũ quét vùng đồi núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Đối với thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành khác của Nam Bộ đang chịu tác động của gió Tây Nam mạnh. Thời tiết của ngày đầu tuần chủ đạo vẫn là những cơn mưa dông. Ngoài mưa nhiều thì chiều cường dâng cao cũng khiến tình trạng ngập úng có thể xảy ra ở nhiều vùng thấp trũng. Người dân cần chú ý đề phòng. Nhiệt độ cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh hôm nay trong khoảng từ 29 cho tới 30 độ. Trở ra các tỉnh miền Bắc bao gồm thủ đô Hà Nội, sáng nay trời tạm thời tạnh ráo trong khoảng thời gian đi làm. Từ trưa đến chiều mưa nhỏ có khả năng quay lại khiến cảm giác rét gia tăng. Nhiệt độ cao nhất hôm nay không vượt quá ngưỡng 24 độ. Tối và đêm thấp nhất là 20 độ, chạm ngưỡng rét. Bắc Bộ khá nhiều mây và có mưa rải rác, tập trung nhiều ở các tỉnh ven biển và đồng bằng Bắc Bộ. Nền nhiệt ban ngày không cao, hầu hết đều ở mức là 23 đến 25 độ. Riêng tối và đêm thì nhiệt độ hạ khá thấp, chỉ trong ngưỡng là 18 đến 21 độ. Thậm chí nhiều nơi ở núi cao, nhiệt độ còn thấp dưới ngưỡng 10 độ, mang đến cảm giác rét ở các tỉnh vùng núi và lạnh ở khu vực Trung Du cũng như đồng bằng. Đối với các tỉnh miền Trung, do không khí lạnh tiếp tục dồn mạnh xuống kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới còn đang tồn tại đi qua khu vực Trung Trung Bộ, nên trong ngày hôm nay, thời tiết tiếp tục duy trì những cơn mưa. Trong đó, từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế là những nơi có tương tác của gió Đông Bắc và nhiễu động gió Đông, nên tại đây có mưa to đến rất to. Riêng các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, với đặc biệt to và lượng mưa là từ 400 đến 600mm. Ở Nghệ An là từ 100 đến 200mm. Các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có lượng mưa là từ 20 đến 40mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 50mm. Người dân cần đề phòng lũ lớn trên các sông và nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá và lũ quét ở vùng đồi núi. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục chịu tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Vì thế mà trong ngày hôm nay ở đây vẫn có mưa nhiều nơi. Cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa là từ 20 đến 40mm. Kèm theo đó là lốc xoáy và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Giờ vẫn còn có mưa nên nền nhiệt trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Nam ít thay đổi. Cao nhất ngày với các tỉnh Tây Nguyên chỉ trong khoảng là 26 đến 29 độ, trong khi đó tại Nam Bộ là 28 tới 31 độ.
sâu trong khối không khí lạnh, nhưng trên cao, đới gió đông lại có xu hướng nâng trục lên. Vì thế, ở khu vực miền Bắc trong ngày đầu tuần, trời nhiều mây hơn, có lúc còn có mưa nhỏ. Nền nhiệt cao nhất ngày hôm nay ở thủ đô Hà Nội cũng như khu vực phía nam của vùng đồng bằng Bắc Bộ phổ biến ở ngưỡng 23-24 độ. Đến tối và đêm, trời vẫn còn lắc rắc mưa, nền nhiệt giảm còn chỉ từ 20-21 độ. Đối với thành phố Hải Phòng cũng như các tỉnh thành ven biển ở phía đông Bắc Bộ cũng vừa chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, vừa có tác động của nhiễu động gió đông nâng từ miền Trung. Vì thế trong ngày hôm nay, Hải Phòng cũng có lúc có mưa, dù lượng mưa không lớn, phổ biến ở dưới 3mm, nhưng nó sẽ kìm giữ không cho nền nhiệt ngày ở thành phố Cảng vượt quá 25 độ, trời lạnh. Cộng thêm những cơn mưa nhỏ sẽ khiến cảm nhận về mùa đông đến sớm một cách rất rõ ràng. Đối với thành phố Vinh, cũng như các tỉnh thành của miền Trung, vùng từ Nghệ An trở vào đến Quảng Ngãi là nơi đang phải hứng chịu những cơn mưa đặc biệt to. Khi ở đây, vừa phải chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới, vừa chịu tác động hội tụ của gió đông bắc không khí lạnh. Vì thế, trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 21 tháng 10, ở thành phố Vinh nói riêng, tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị sẽ là những vùng có mưa to đến rất to. Người dân tại thành phố Vinh sẽ phải đối mặt với nguy cơ ngập úng, trong khi ở khu vực vùng núi phía Tây thì phải đối mặt với tình trạng lũ quét và sạt lở đất ở mức rất cao đến đặc biệt cao. Dự báo nhiệt độ trong ngày hôm nay tại Vinh chỉ trong ngưỡng là 21-25 độ. Đến với thành phố Đà Nẵng, cũng là vùng có tác động của không khí lạnh và giải hội tụ nhiệt đới, nhưng ảnh hưởng ở khu vực này thì không mạnh mẽ như các tỉnh phía Bắc như là Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị hay khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh. Vì thế, thời tiết trong ngày đầu tuần tại Đà Nẵng vẫn còn có mưa và mưa vừa, với lượng mưa phổ biến từ 10-20mm. Còn nền nhiệt trong ngày ở Đà Nẵng thì duy trì ở mức thấp là từ 24-27 độ. Với khu vực Tây Nguyên, nằm ở rìa phía nam của giải hội tụ nhiệt đới đi qua miền Trung, nhưng gió mùa Tây Nam vì thế vẫn còn duy trì. Ở Tây Nguyên, cũng như các tỉnh thành khác, như là tại thành phố Đà Lạt trong ngày hôm nay, thì vẫn có khả năng xuất hiện mưa bất kỳ lúc nào. Mưa xuất hiện không kể thời gian, cộng với địa hình cao nguyên đặc trưng sẽ làm cho nền nhiệt ngày ở Đà Lạt duy trì ở mức thấp. Cao nhất trưa chiều nay chỉ trong ngưỡng là 22-24 độ, trời lạnh vào ban ngày và rét về đêm và sáng với nền nhiệt dao động xung quanh ngưỡng là 16 độ. Đến với thành phố Hồ Chí Minh, cũng như các tỉnh thành khác của Nam Bộ đang chịu tác động của gió Tây Nam mạnh. Thời tiết của ngày đầu tuần chủ đạo cũng vẫn là những cơn mưa dông. Những cơn mưa xảy ra trong khi Nam Bộ đang phải đối mặt với đợt chiều cường cao của năm. Vì thế tình trạng ngập úng do mưa kết hợp với chiều cường có thể xảy ra ở nhiều vùng trũng. Còn về nhiệt độ ngày ở khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh thì cũng không cao, chỉ từ 31-32 độ.